Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái hành trình mà mình xin nghỉ việc ở Paris để dọn về quê cách Paris 130 cây số. Thì đây mình đã quay cho các bạn xem một góc con đường nhỏ ở gần nhà mình, là đó là quận 11 ở Paris đó các bạn. Trên video thì các bạn cũng thấy là khu nhà của mình thì nó không có đông đúc lắm ha, nhưng mà đây là buổi sáng 7:30 ha, mình đến công ty là bắt đầu là 8:00. Thì đây là quận 11 nè các bạn, gần Republic, cũng gọi là quảng trường Cộng Hòa đó các bạn, nơi mà hay có những cái cuộc biểu tình vào ngày thứ bảy đó các bạn, đặc sản ở Paris đó. Thì đây, hôm nay là cái ngày cuối cùng mình đi làm để sau đó sẽ chuẩn bị dọn nhà về quê. Thì có những bạn sẽ thắc mắc và thấy rất là tiếc vì sao mình bỏ việc và đi về quê. Thì đó là mỗi người một suy nghĩ các bạn. Nếu bạn nào thích cuộc sống năng động, thích có những cái cơ hội, thích công việc, thích thăng tiến nghề nghiệp, thì tất nhiên Paris, thành phố lớn, luôn luôn lúc nào cũng sẽ cho bạn nhiều cơ hội hơn. Còn với những bạn nào mà thích sự bình yên, không có thích quá xô mồm xô bộn và tất nhiên là chán ngán đặc sản biểu tình ở Paris, thì các duy nhất đó là dọn về vùng ngoại ô hoặc là về những cái thành phố ở miền thôn quê thôi các bạn. Mình rất là yêu thích Paris, mình rất là yêu Paris vì các bạn nhìn đó, những tòa nhà rất là cổ kính, quy hoạch thành phố rất là rõ ràng, nói chung là nhìn chung thì gọi là sạch đẹp đó các bạn. Nhưng mà nếu các bạn sống ở Paris lâu thì các bạn sẽ biết là ở đây thì có rất là nhiều tệ nạn ha. Nhưng mà thôi, cái đó để các bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn và muốn trải nghiệm, tự trải nghiệm, thì các bạn hãy đến thử một lần Paris thăm như thế nào nha. Đây, mình đã sắp đến chỗ mình làm. Nó là một cái trung tâm đa khoa thuộc quận 5 các bạn. Thuộc quận 5 của thành phố Paris này. Thì đó, con đường đi làm nó như vậy các bạn. Nếu mà mùa hè, mùa xuân thì cũng đỡ mệt ha. Như tới mùa đông thì rất là lạnh lẽo. Ở đâu cũng vậy ha, dưới miền quê còn lạnh hơn nữa. Nhưng mà ở Paris thì tất nhiên sẽ đông hơn, kẹt xe nhiều hơn. Bạn nào đi xe hơi thì thoải mái hơn được chút, nhưng mà sẽ kẹt xe hơn là xe buýt và đi tàu điện. Đây, cái chỗ mình làm nó gần với lại cái công viên gọi là Jardin des Plantes, rất là nổi tiếng ở quận 5 đó các bạn. Gần cái ga Austerlitz, mà cái ga rất là lớn, mà sau này mình sẽ từ ga này đi về cái nơi mình ở dưới miền quê, là có một chuyến tàu đi thẳng khoảng 1:30 đó các bạn. Kiến trúc ở Paris mình rất là thích các bạn, tưởng tất các tòa nhà rất là đẹp, lãng mạn, cổ kính, và nhìn nó rất là cổ xưa các bạn. Ở Paris người ta rất là chú trọng việc bảo vệ những cái tòa nhà xưa như vậy. Và mình đã đến chỗ mình làm rồi nè các bạn. Đây là bạn đồng nghiệp của mình, bạn đã tổ chức cho mình một cái buổi tiệc chia tay đó. Bạn đang trang trí phòng để tổ chức tiệc chia tay cho mình. Bạn đồng nghiệp cũng là người đã đào tạo công việc cho mình đó các bạn. Mình đã chuẩn bị đồ ăn này kia đem đến để mà cho mọi người đó. Mình chuẩn bị đồ ăn Việt Nam để đem đến để cho mọi người tìm hiểu và có thể là thưởng thức các món ăn Việt Nam. Còn đây là chỗ mình ngồi làm việc này các bạn, để tiếp các bệnh nhân và trợ giúp bác sĩ các bạn. Công việc của mình là thư ký y khoa. Nếu bạn nào ở Paris muốn học về cái ngành này thì cũng rất là dễ tìm việc làm, tại vì cái ngành này cũng đang tìm nhiều người, cần nhiều
cần nhiều thư ký y khoa lắm đó các bạn. Mình đến nơi là cũng 8 giờ 10 đó, đáng lý là 8 giờ, đúng 8 giờ hôm nay là ngày cuối mình chuẩn bị đồ ăn cho nên hơi trễ chút. Chứ bình thường là 8 giờ kém 5, 8 giờ 10 phải có mặt đó các bạn. Đó, trong phòng được bạn đồng nghiệp của mình trang trí rồi nè. Là dễ thương đúng không? Tuy là mình làm ở đây chỉ được 1 năm thôi, nhưng mà mọi người đã rất là vui vẻ, tốt với mình và mình rất là biết ơn vì điều đó. Còn đây là những các món ăn mình đã chuẩn bị nè các bạn, mình làm gỏi gà. Đó. Mọi người đều rất là thích đó, mọi người đều rất là thích các món ăn mà mình đã chuẩn bị đó. Đó. Mọi người đều rất là vui vẻ, đây là các bác sĩ, các bạn cô này cũng là bác sĩ, đây là một nha sĩ rất là dễ thương. Các bạn đều rất là vui vẻ, rất là hòa đồng. Và mọi người đều thích các món ăn Việt Nam đó các bạn. Rồi một vài chia sẻ với các bạn, nếu bạn nào mà thích học về ngành y tế y khoa, về thư ký y khoa thì hãy mạnh dạn lên nha, ngành này ở Paris rất là cần đó các bạn. Tuy nhiên là chỗ mình làm thì hơi cực nha, làm 10 tiếng một ngày, thành ra phải rất là cố gắng và phải có nhiều, phải cố gắng mà giữ gìn sức khỏe thì mới có thể làm được đó các bạn. Ở đây thì mình làm 2 lầu các bạn và có rất là nhiều y bác sĩ cũng như nha sĩ các bạn. Các bạn cũng có thể vừa học vừa làm, nó có những cái khóa học các bạn vừa học vừa làm. Rất là, nói chung là cứ chịu khó, cẩn thận, ghi chú cẩn thận và phải nói tiếng Pháp một cái trình độ nào đó, nghe hiểu thật tốt thì mới trả lời được điện thoại liên tục và giúp đỡ được bác sĩ các bạn. Vì Covid cho nên ngày nào mình cũng phải lao như vậy hết á. Để vậy mà khi mà mình làm cũng hết hết 4 5 lần, mất 5 lần mình bị dính Covid rồi các bạn. Tại vì ngày nào cũng có người bệnh mà. Thành ra mình mới nói là phải có sức khỏe nhiều mới 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 cố gắng mới mới vượt qua được các bạn. Rồi, mình xin tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở những video khác khi mà mình đi về quê thì đó cũng là một cuộc sống rất là khác. Rồi, đây là cái bức tranh mình vẽ để tặng lại cho các bạn đồng nghiệp khi mà mình rời đi. Mình ghi là hãy cười lên, tôi đang chụp hình bạn đó để kỷ niệm đó các bạn. Tạm biệt các bạn nha. Bye bye.